Hello em. Em cho anh hỏi một chút được không? Anh hỏi gì ạ? Em là học sinh sinh viên trường Hotest phải không? Dạ đúng rồi. Anh hỏi là em có thích mấy chiếc xe độ không? Dạ. Theo 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 cái cảm giác của em á là em có thích xe độ không? Dạ có. Nó đây số 0 á, bây giờ em leo lên em đời thử coi. Chống chân tới không? Ở xe này xe độ nó thấp mà. Đời lên. Em đời em giữ cái ga luôn. Không, thấy em thấy cảm giác nó sao? Ok anh em. Đây chiếc Ad 65 cộng 1 nè. Chiếc này bữa mình có quay nhưng mà đi cái bô dinh. Này đi cái bô xét bô M3. Ok. Hôm nay ngày lễ 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam. Hôm nay thử lấy chiếc Ad này mình đi dạo đi vòng vòng coi thử coi. Đi quay có gì vui không? Thôi bao ồn luôn anh em ơi. Giờ mình chạy ra thế giới động mình đóng tiền cái. Có mấy thằng em đang ngồi uống cà phê rồi đó. Giờ mình chạy ra uống cà phê thôi. Kéo lên cái quá đã luôn. Xe này anh em sợ hình sự chạy phía sau lắm. Quá đã. Sáu mươi lăm cộng phải đi mấy cái bô này nè. Mới là đúng cái bài của nó. Chạy
xúc mà cái máy nó ép vô cái chân đúng nóng luôn. Trời ơi, thắng kịp không? Nhích một chút là thắng không kịp. Trời ơi, tai nạn rồi. Đụng xe rồi. Ok anh em, bây giờ mình sẽ làm một cái thử thách. Đây mình đi, nãy giờ mình canh me thì nãy giờ thấy cái có em gái học sinh mới đi học về nè. Mình sẽ tới mình hỏi thử có biết chạy tới hỏi thử là có biết có thích xe độ hay không. Hello em. Em cho anh hỏi một chút được không? Em là học sinh sinh viên trường Hotet phải không? Dạ đúng rồi. Anh hỏi là em có thích mấy chiếc xe độ không? Dạ. Theo cái cảm giác của em á, là em có thích xe độ không? Dạ có. Xe độ như thế nào? Thì em tìm hiểu nhưng mà em thấy mọi người độ xe lên đẹp, với lại cái tốc độ là di chuyển nhanh hơn. Vậy em có biết chạy tay con không? Nếu như em bây giờ em nhìn chiếc xe này thì em biết là xe độ hay là xe bình thường, để anh chống tỏ vô một cái ha. Em nhìn cái chiếc xe này là em biết là xe độ hay xe bình thường? Xe độ à? Sao em biết xe độ? Thì em nhìn cái bô. Nhìn cái bô là xe độ. Bây giờ chiếc xe nào độ bô? Tại vì á, cái chiếc xe này á, là nó có làm máy xe rồi nữa. Cái máy là nó sẽ làm lại cho cái máy nó mạnh hơn, cho nên là cái tốc độ nó rất là mạnh. Thì em nói anh là em không tìm hiểu tới, nên là em thấy nó khác với xe bình thường. Em nhìn là em nói là nó đỡ. Bây giờ em có muốn chạy thử chiếc xe này không? Chạy thử thôi. Kiểu lăn. Thì bây giờ em nói là em thích xe độ, bây giờ anh cho em chạy thử luôn. Cảm giác chạy thử chiếc xe độ như thế nào? Là từ xưa giờ em chạy xe độ chưa? Ok, bây giờ em không dành, để anh chỉ em luôn ha. Bây giờ em chạy thử một tí thôi, một đoạn thôi. Ok. Tại anh đang quay cái thử thách là đi hỏi mấy người sinh viên á. Đây rồi. Rồi bây giờ em cứ leo lên đi. Em biết tại chiếc xe này á, là cái số của nó là 1-4 lui. Em có hiểu không? Hay là em chỉ chạy được một số thôi? Không, em có thể nói chung lên được 2-3-4. Bây giờ em cứ vậy, bây giờ em cứ móc thôi. Là em đá lui thôi, khỏi cần đá tới. Sao hiểu không? Giật lên thì bây giờ nó số 1 thì nó sẽ mạnh quá. Bây giờ nếu mà mình muốn nhẹ nhàng thì mình chạy từ số 2, số 3, số 4, số 5. Còn bây giờ theo cái ý em là em muốn chạy sao cũng được. Đúng không? Thì bây giờ đề máy lên nè. Nó đang số 0 á, bây giờ em leo lên em đợi thử coi. Trong chừng tới không? Xe này xe độ nó thấp mà. Đợi lên. Em đợi, em giữ cái ga luôn. Không, thấy em thấy cảm giác nó sao? Kiểu sao? Muốn đi luôn. Ok, bây giờ em đá số em chạy thử coi. Coi thử em chạy có khác cái gì xe này không. Nhẹ nhàng thôi. Đó, thấy không? Tại chiếc xe nó giật quá mạnh. Nếu mà mình giữ không nổi là cái máy nó sẽ bị tắt.
cho nên em lên ga em phải giữ cái ga lại một chút. Bây giờ em chở về số 0 đi. Rồi em đợi máy giống như lúc nãy lại coi. Rồi nẹt lên, cứ nẹt ga lên rồi đó, chạy từ từ thôi. Chạy thấy mệt đó. Ôi em này cũng biết chạy mà, biết chạy đây con là chạy được, nhưng mà chiếc xe này loại làm 65 lên giờ là 65 cộng 1 á, cho nên tốc độ nó cũng không có dữ lắm, nói chung là chạy được. Ôi qua đường mình sợ tại xe mình mượn á, giờ cho máy quay đầu lại luôn. Hình như là không biết chở về số hay sao á. Em ấy không biết chở về số. Hả? Em không quay đầu được. Em không quay đầu được hả? Bây giờ anh tập em quay đầu luôn. Em cứ đợi lên. Đợi lên đá số 2 quay đầu nhẹ nhàng thôi, không cần đá số 1. Đợi đề máy lên đi. Đợi lâu một chút. Rồi. Eo rồi trời. Nè. Thì cứ hồi nãy em đi được mà. Nhưng mà bây giờ em cứ quay đầu lại đi là em thành công rồi đó. Rồi đợi lên đi, không có xe nè. Đợi lâu một chút. Rồi. Giữ vậy. Em không đi được. Rồi. Chứ em đi tí nữa là mất công. Ủa mà em ở trọ gần đây hay là sao? Em ở trong đây à? À. Là em ở trọ gần đây phải không? Dạ em ở trong đây. Ờ vậy để anh chở em về luôn cho. Phải mất công. Hả? Là em sắp tới rồi. Sắp là... tới rồi hả? Ủa em quê ở đâu? Em ở Tây Nguyên. Ờ à, Tây Nguyên, cái giọng dễ thương á. Em cảm ơn. Ờ vậy anh cảm ơn em nha. Dạ em cảm ơn. Rồi hẹn gặp lại em sau. Chứ bảo là xe của anh không bị hư. Xe vẫn bình thường em ơi. Quá đã rồi anh em ơi. Thôi bây giờ mình chạy về. Thử thách được rồi đó. Bye em nha.